Ồ, một con cua kìa. Đây là cá gì không phải cá chích. Chỗ xài giờ trên ghe có mới đi kìa. Không hết, cứ làm đi. Ơ trời.
nhật không bán. Má quên rằm gì mùng một. Sao bữa nay hai lượt cái xe cái dê vậy? Lụm mới nó đây. Lụm chỗ này mới kia cá chứ mày bằng lụm chỗ mà có cá hai chục. Tao lụm đầu này mới đầu kia mới không có cá đầu này không có cá đầu kia. Chị cho em quay nhờ cái cân của chị. Cái cân nó đang. Hai cái tám đi, hai cái tám à. Hồi xưa nè. 2 cái 8 nha. Thêm 5 ký nữa đi. Thank you.
cái rổ của chị kìa, trong cái đây hết hôm qua hả chứ còn hết nữa không? Không được. Thấy có con nào xuống đâu. Bữa nay chưa trọng hôm qua nè. À thì bữa nay trọng hôm qua, trọng hôm qua gì? Thì nó hôm qua ngồi làm đánh dãy muốn bỏ con nhộng ngay mẹ nó luôn á, thì nó phải nói luôn á. Nó lâu gì mà nó lâu. Đã hôm kia đem về đồ về tắt nập nữa, mẹ làm không xong, ổn nhai mình làm ổng hết. Đủ má, không biết chừng nào ăn cá để xong. Sợ vô duyên cơ. Mà mình làm nhẫn chứ không làm nữa. Ồ, cái này mắc cá quá trời. Ở nhà con làm cái đâu cái mẹ cái đó. Chiều không có đồ ăn hay lộn không ăn điểm ngán mà bỏ lên cái chiên ăn cá tương ớt xong rồi tới xong cũng được hai lon bia à. Cái gì xem. Cái gì
em quấy cày kho bắt cá nè. Mua lại cho. Thì mình kho con to ngon hơn con nhỏ ngon chị? Con nhỏ nó mềm xương hơn, nó ngon. À. Ta nấu có hột, người ta kho có hột nha, nó nhiều. Dạ. Với lại là để lâu được á. Được. Mớ này của chị ai mua chưa? Chưa. À. Bao nhiêu một ký chị? Rẻ mà, có 30 nào nè. À, rẻ hôm bữa hả? Hôm... Nó dùng nhiều đến rẻ hơn là ít hơn á. À. Vậy người ta nghe vậy người ta cũng ham. Ba chục. Để chị cho em lấy một ký trước đi. Ký về kho nồi đi. Cô đợi chị ở đây hả? Ờ, tí lên lấy cân là cân à. Em đi vòng vòng em quay mấy ổng nè. Em nhớ chị, lát em qua lại chưa đưa tiền. Ờ thì đi đi tí thằng này. Dạ. Dạ, được tin là lấy tiền luôn. Dạ. Lấy cá lấy tiền luôn. Rồi quay đi. Xiên ra bãi thì có chứ ở nhà cứ mơ nồi cái chích mà đâu bao giờ có đâu. Có. Tại phải ra sớm. Có bán trên chợ. Nhưng mà mua ở đây về có khi mình làm gì cũng được hết. Còn ra chợ thì mình lại không thích mua. Ở đây nó tươi á, ví dụ về mà mình muốn làm gỏi cũng được chị hả? Ừ, cái đây ta làm gỏi cá chích mà. À, mà con nhỏ này không biết có làm được không? Bình thường là con mình... Rồi người ta cắt cái đầu đây, người ta thái ra người ta để cả. Dạ. Giờ được nhiều rồi. Phải phải. Thank you.
hốt cho bà Cúc á. Rồi con đi ra biển rồi, chắc có đi chợ mua con chai cà phê nha. Sao vậy? Thank you.
Phao rồi đầy đủ. Đặt cái giò mẹ rồi. Ghe đi ra Hồng Ba. Vậy là hồi nãy là năm vậy là phải 60 á, hồi nãy là 50 đá, em đi mua thêm 10 nữa là 60 đá chút xíu rồi mua 10 này thôi, mua 20 ngàn nước đá cho dùng cho nó đi, cái thùng với nước đá luôn ở đây như cái xong chỗ cho mà em mua là rẻ đó, thì lên thì mua là lên thùng thì lên mua phải cả thùng an toàn toàn đủ luôn. Dạ 60 hé chú. 50 vô. Không với nước đá. Nước đá. Không có thêm nước đá, chỉ nó mua thêm nước đá. Chạy lấy nước đá này chị. Lấy mấy cái tích đây. Lấy 8 kg đi hen. Giống này 5 kg cá nhỏ với 2 kg cá lớn. Dạ rồi. Thank you.
Chị chích nhỏ chị bán bao nhiêu? 30. Ủa còn mấy cỡ con này, mấy con này là con cá gì chị? Cá liệt. À cá liệt hả? À nó cũng kho chung mấy cá chích được không chị? Cá hả? Con liệt này kho chung mấy chích được không? À. À. Liệt này thì làm gì chị hả? À. À dạ. Để em dặn cô kia 1 ký cũng chưa mua chưa lấy. Nói nãy em dặn cô ở dưới kia 1 ký mà chưa mua chưa lấy. Lát thưa dặn của rồi. Em dặn cô kia lỡ dặn rồi mất công. Có gì gửi lên đây còn thì mua thêm rẻ. Đầu mùa 50, bây giờ 30. Đó chị. Ủa chị mua đâu vậy? Bên kia, mua gì đâu mà. Dạ. Mà em thu gì? Có mấy ký kết cho chị lấy luôn không? Dạ không. Một cái liệt. Cá liệt này tự dưng nó bị vướng lưới chứ mình đâu có định đánh nó đâu hả chị? Dạ. Được giá không anh? Cá liệt này nè. À. Dạ. Thì bởi vậy mới nói là đánh cái chích mà dính vô nè. Cảm ơn anh. Thắc mắc. Quá trời. Quá trời. Bỏ vô đi. Đi tìm cô kia mà cổ đi đâu luôn rồi không thấy. Nói nãy dặn cô kia 1 ký. Không thấy bóng dáng cổ đâu hết. Biểu là nhớ, em nhớ mặt chị giờ. Nhớ bộ đồ thôi chứ không thấy cái bộ đồ sặc sỡ của bà đâu hết. Đi đâu nữa. Nó bận bộ đồ sặc sỡ hả? Dạ. Mỹ mặc bộ đồ sặc sỡ. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi mua mấy cô là dặn vậy thôi chứ mấy cô bán được ai cả đóng vậy. Mấy cô bán hết luôn à. Này là... Ồ, con chích mà nó. Con này con chích hay con cá mòi gì? À cá mạo hả? À. Nhìn dữ nó như lạ. Chị con mạo này thì mình kho hả? Kho cà đồ á. À kho. À, à. Kho giống như kiểu cá mòi hả? Kho giống như cá hộp á. Dạ. Bao nhiêu 1 ký chị? À, mắc hơn cá chích một xíu. Mình làm gì ăn đấy, cá
mắc hơn cái chích nhỏ nhưng mà rẻ hơn cái bự. À cái chích bự thì năm bao nhiêu vậy? À 50 à. Mà dạ ăn mấy con nhỏ. Cái ông kia chưa về đúng không? À, chích nhỏ này về kho rục xương. Đâu em? Đây mà. Ừ đây ông. Có cái này mà con nhặt cho không ấy vậy? Chết ra, nhặt được rổ thế rồi này. Cái này là mua đằng kia. Cái này là ăn mấy người đi kiếm hồi nãy giờ không mua. Dạ, 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 dạ. Mua vừa thôi. Ê, lên trời nè. Ê, lên trời nè. À, cô gái kìa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của An. Hẹn gặp lại.